Bình Thuận hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình đi xe ba gác về quê gặp nạn. Ngoài tỉnh Bình Thuận hỗ trợ còn có hội doanh nghiệp Nghệ An và nhiều nhóm thiện nguyện cũng có kế hoạch giúp đỡ gia đình đi xe ba gác về quê gặp nạn. Sáng ngày 1 tháng 8, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến cả gia đình 5 người về quê bằng xe ba gác gặp tai nạn thương tâm, tỉnh ủy đã có kế hoạch giúp đỡ hỗ trợ Cụ thể trong sáng nay, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ đến bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi, động viên 4 người bị thương. Bước đầu hỗ trợ trường hợp không qua khỏi thương tâm 5 triệu đồng, 4 người bị thương mỗi trường hợp 3 triệu đồng. Trong sáng nay, Hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng đã liên lạc với chúng tôi để lấy thông tin để có kế hoạch giúp đỡ gia đình này. Như tin đã đưa thì vào lúc 23 giờ đêm 31 tháng 7, tại chốt kiểm soát COVID-19 tỉnh Bình Thuận, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, một gia đình 5 người, hai vợ chồng và ba đứa con đi trên xe máy ba gác từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An đang dừng lại khai báo y tế thì bất ngờ từ phía sau xe tải 29H20180 lao thẳng vào xe ba gác máy và đẩy xe ba gác lật úp vào chốt Vụ tai nạn đã làm em Trương Xuân Thịnh, 15 tuổi, con lớn của gia đình trên thiệt mạng tại chỗ. Bốn người còn lại của gia đình bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ngoài ra còn là bị thương nặng hai cảnh sát trực chốt, trong đó có một cảnh sát bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Triệu Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm, lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường chỉ đạo cứu chữa cho các nạn nhân. Ngành y tế đã test nhanh, xét nghiệm lái xe tải gây tai nạn và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tại hiện trường, đồ đạc mang theo của gia đình bị tai nạn, thương tâm nói trên vùng vãi khắp nơi. Chiếc xe ba gác máy còn được căng bạt che nắng để chở cả gia đình về quê. Được biết, người điều khiển xe ba gác là ông Trương Xuân Sơn, 46 tuổi, chở vợ và ba con nhỏ về quê ở huyện Nghĩa Bình, tỉnh Nghệ An. Lúc 15 giờ ngày 31 tháng 7, cả gia đình lên xe xuất phát từ quận 2, thành phố Thủ Đức. Khi lưu thông đến đầu địa phận Bình Thuận thì gặp nạn vô cùng thương tâm. Ngoài con trai lớn đã thiệt mạng thì cả vợ chồng ông Sơn và hai con nhỏ còn lại 11 tuổi và 3 tuổi cũng bị thương nặng. Hiện thi thể của em Trương Xuân Thịnh đang được bảo quản tại trung tâm pháp y Bình Thuận và có nhiều nhóm thiện nguyện ở Phan Thiết đang có kế hoạch lo quan tài, xe vận chuyển thi thể em Thịnh về Nghệ An.